Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Thì tối nay nước nó bắt đầu nó xây sát rồi cả nhà. Nghĩa quay trở lại cái cống chài tôm càng bữa trước á. Bữa đó nước nó đầy quá mình không có chài được cả nhà. Nay Nghĩa quay lại nha. Quay làm kiếm ít mình chài. Kiếm tôm về ăn tối cả nhà. Trời ơi nước gì mà sát. Bữa nay nó sát phải nói rồi. Biết luôn. Nước này là cha. Nó rủ cha đi ấy được hả? Lúc này xuống rủ cha đi mò trong mò cá ngát cũng được. Trời ơi nó sát nó tới dưới này. Cái chân còn đang đau mà thấy nước sát nó phái quá cũng phải. Vậy mình mang dài cho mình đi mò cái nha. Dài đi vậy đó theo. Đi mò thử cho có. Trời ơi. Lòi đá ra luôn. Bật đèn lên. Rồi, hết cái bún luôn rồi. Quăng cái hết cái bún rồi cả nhà. Hôm nay nó cạn đá ghê luôn, cạn ra tới ngoài đó luôn. Sát quá nó có ra không? Khó nè. Ui quá trời luôn anh ơi. Ui quá trời luôn anh ơi. Vô rồi vô rồi. Ôi. Vô mánh rồi. Chết. Trời ơi con tôm chà bá luôn con cá nữa kìa. Cá đói cũng lộn luôn. Ôi ơi cả nhà ơi. Dù mánh này thấy chưa. Xỉu xỉu. Về mình thấy cái bún là mình phái rồi. Ôi con lóng bự nè. Trời ơi đã thiệt. Trời ơi con cá đói gì mà nó bự dữ vậy trời. Ôi, mắt đỏ lên hết luôn á anh. Tôm bò nhỏ. Không có càng nhiều. Con cá đói nha. Ôi ôi con này mà nướng ha. Nhức nách luôn. Còn đại ca nữa nè. Ơi mắt đỏ mấy con tôm bò rồi. Tôm bò nhỏ. Chỉ có hai con. Quá trời rồi một con la. Này là la cho cứu xác anh kiểu. Nó quậy anh tưởng nó quá trời vậy anh thấy con cá đối nó quậy vậy chứ. Trời ơi con cặp càng nữa nè cả nhà. Nó bự nè. Rồi. Khủng khiếp. Ê, 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 gãy càng à. Đây rẻ càng mất tiền nha. Rẻ càng là mất giá trị liền á. Tôm càng mình thấy càng rẻ càng là mất tiền á. Coi còn gì nữa không? Tới đây. Ồ nước thấy quá trời ngon. Nó ra bớt rồi đó. Nước sát quá nó ra. Đây lát mình đi trong anh ha. Ừ, đi trong ngon. Sợ nước sát có núp vô đá không? Đúng rồi. Nó bây giờ nó còn cái gì là nó núp cái đó đó. Phía ngoài đây giờ trống lỏng à. Tiếp nha. Ngay đó đó, đúng rồi đó, quăng ngay đó luôn. Đó, một ký tôm càng ở dưới nằm đẩy. Nước lớn vô chưa? Chưa. Còn nước ngoài. Ngay chỗ này là ngay cái bao này. Ngon hơn cả. Kéo từ từ thôi. Nghe bún hả? Có cá. Có cá. Ừ, có luôn, có tôm, có cá luôn. Có tôm, có cá nè cả nhà. Này, một con càng nha. Sao chạy nào không có em cá đối vậy? Cá đối hay là nước sát có nó rút ra. Cá đối. Cá đối nướng. Cá đối bự không? Một con đối. Con càng bự nè chứ bự. Ừ. Con này con lóng. Con lóng này mới đẻ nè. Ừ. Ừ. Đẻ tuôn trứng hết rồi. Ừ. Bự ghê. Có. Hai con. Sát nó cũng dở nè, nó ra. Hôm nay mình chạy cái nữa à. Mấy bữa sau mình xuống bè cái nhà không ở đây.
con nước nữa mình quay trở lại. Nước kém sao mình lại về. Để anh chạy xác khác lên cảnh luôn. Được được, đâu, bỏ vô. Bỏ vô đi. Bây giờ Nghĩa đi mò nè cả nhà. Ống nè. Bỏ nó rác vậy sao dám ăn vậy? Ôi giỡn hoài. Ủa đóng bự không à. Điện con nữa. Đi đi ra đây với anh. Đã lắm. Nước tới đây à, đi tâm đi xong. Đi ra mấy cục đá đi. Ôi, đây, đây, đây. Ôi, ôi, ôi. Đã. Quá đã cả nhà ơi. Đây, 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 đây. Nó nằm nó ôm sát vô cục đá luôn. Rồi xảy rồi, được không? Lắm. Nhiều khi bóp vô mấy cái xà bần này đâu hay đâu. Trời ơi. Lỏng đã ghê không? Ăn cái đồ tổng. Được luôn. Hay lắm. Mò lại đây cái nữa. Mò lại giọng dưới đây nè. Mày chạy hả mày? Ô. Sao thoát được. Nè nè, để tổng. Sao mày thoát được. Càng bự ha. Không lóng không à. Được. Con càng bự đó. Một con duy nhất. Chỉ một con duy nhất. Con đó mình chạy mà. Ừ. Ồ không có. Ra bao hả? Cái dừa. Nó xảy rồi. Hay quá. Đóng bự cả nha. Tổng tổng. Đúng. Chỉ việc bành động cho anh thôi. Dạ.
thôi, nó búng vô cái đùi anh luôn. Trời ơi, trời ơi, cho anh cà bá luôn. Không ngờ tới nó nằm ở ngoài luôn. Gì vậy? Là sao? Nắm được hai cái càng nè. Còn cái con tôm đâu? Trời ơi. Có chân đen. À. Thì vậy ta. Tự nhiên nắm được hai cái càng của nó, còn cái con tôm đâu? Tôm bún đi. Em cần tôm chứ em đâu cần càng. Cái càng bự bự ăn cũng được. Càng nhỏ xíu. Bây giờ xích đi em. Anh lụm chắc luôn. Ê ê ê ê, hết chạy. Ồ. Này. Đúng. Tầm bự không nha. Vậy mà chạy không vô thấy chưa? Ngu vô chạy chứ. Con cá. Cá hổ. Ngu vô chạy chết làm sao? Nằm đó đó mà chạy không vô. Nó kỹ lắm. Mà nhớ dòm dòm chiếc xe nha, quay lên rác không còn chiếc xe nữa, bộ vậy luôn. Từ từ, còn nhiều, còn nhiều. Nè. Ô, ô, ô. Ô, rồi xong, hay quá nè. Một xíu mà thả. Hai mắt đỏ lè luôn ha. Sảy rồi mới nói vậy. Nói lần cho khỏi tức ha. Chơi ngay đây. Con to luôn. Dở gì. Rồi sảy luôn rồi. Nắm được cái rau à. Cái này giỏi thiệt đó chứ. Hết thấm hả? Không có. Gom đồ nghề đi về cả nhà ơi. Nãy giờ đi mấy cái cống luôn mà không có gì hết. Dở thiệt chứ. Được đúng cái cống đó. Thôi. Giờ cũng khuya rồi cả nhà, hai chồng nghỉ về luôn. Mình nghỉ ngơi. Đây. Đây, hai chồng nghĩa về tới nhà cả nha. Bữa nay không có nhiều, nói chung cũng chừng chục con à. Mà tìm thử coi. 2 này. 4 này, 6 8 10 con đúng, con này đúng tính. Con này giống tôm bò hơn. Tôm càng khủng khiếp không? Siêu to khổng lồ. Cái này là cái chài đầu tiên này. Được con với con cá. Cũng cố gắng đi nhiều cống mà mình mò mà không có cả nhà. Ôi con này mà câu được cái sướng à. Kéo đã luôn hả? Còn cái chân của nó cũng bằng cái càng con tôm này. Nó lóng cũng ngon quá nè. Không, tôm bữa nay chắc không. Ai tôm chắc không rồi. Tôm cứng rồi. Đi nấu mì ăn cả nhà ơi, đau bụng quá.
À, giờ mình lấy miếng cơm này đi nấu mì ăn lên cả nhà. Ăn khuya luôn. Nghĩa đang luộc mấy con tôm này cả nhà. Đó. Nhìn đã không? Nhìn cái càng con tôm này thôi là đã thấy đã rồi nè. Cái mình nó quá trời bự luôn. Tôm bự mà được cái chắc nữa cả nhà. Quá ngon luôn. Nay giờ này mình ăn mì gói nha. Mấy con nhỏ này nó chín trước nè cả nhà. Nghĩa gấp cho nó ra dĩa trước đi. Mấy con to để cho nó lâu lâu chút xíu. Nhìn ngon quá. Yeah, ở đây muỗi dữ thiệt kìa. Muỗi còn hơn với rừng. Tôm này thì nó chín lẹ lắm. Xíu nữa mình ướp mấy con to to này nè. Cho nó vô nước đá cả nha. Để sáng đem xuống cho con cu nó ăn. Nó phải ăn tôm lắm. Tôm với cua nè. Đó. Tôm quá trời bự luôn. Để cái muốn bít cái dĩa luôn. Vậy sẽ châm nước sôi vô mì luôn. Giờ là cũng khuya rồi, mình không có mua được rau cả nha. Ở đây không ai bán, ta bán chắc sáng với trưa chiều thôi. Tối nghỉ hết à. Nãy đi kiếm mua mì cũng không có nữa. Lại có bà chị đây bà bán nước nè. Bà chia lại cho mấy gói. Nãy Nghĩa có làm thêm chén nước chấm nữa nè cả nhà. Nước vớt trên đường. Nãy tính ngồi ngoài sân ăn mà muỗi quá cả nhà ơi. Phải vô trong mình ngồi chiều đổi. Rồi, mời cả nhà ăn mì tôm với hai chồng Nghĩa nha. Ừ, này đúng Nghĩa là mì tôm luôn. Học thử con coi ngon không? Học thử con coi ngon. Con này gạch. Gạch thì nhóc luôn nè. Nè, nhìn thấy luôn này không? Lột thử nha. Cái đầu gạch cứ nhắc luôn á. À. Gạch so luôn nè. Bé ra. Cứ nhắc luôn. Trời ơi, đã gì. Nguyên cục gạch luôn đó nha. Ăn đi. Vậy đây là về nhà của vợ mình đó nha. Bây giờ sát. Thu ở đây mà tới tối khoảng 7-8 giờ người ta đi ngủ rồi đó. Nghe yên tĩnh luôn. Ngủ không ngủ. Con này cũng đầy nhóc đặc luôn. Không là cho nữa nha. Mình cũng gạch ra thấy thèm ha. Ơ sao mình câu cua ít có khi nào mình gạch cua gạch quá không? Anh có đấy không? Cái mùa. Mùa không có hả? Ừ. Mấy bữa trước mình nước mênh mông quá cả nhà, không có chài nổi luôn. Đứng dưới không có thế chài. Nhưng mình chài nó cũng tản ra nè. Chài không có. Này con ngoài không bị gầy hả? Dám mà chạy xuống mình thấy, rồi xong mà thấy nó kẹm quá. Chạy xuống mượn cái chài nó. Quần nữa. Cái chài nó xài không được rồi quần trở về nhà lấy thêm chài. Lấy chài chạy xuống. Thằng hai dài còn vô nữa. Mình cũng cạn lâu đúng không?
mai về dưới vũ cha đi mọi người nhé. Thôi vậy xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Nhớ cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình nha cả nhà. Hẹn gặp cả nhà video tiếp theo nha.